Chào mừng các bạn quay trở lại với video review của cơmhộinhật.com. Và trong video này, mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một chiếc nồi cơm điện cao tần Tiger JKT-S18W. Và ngay sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc nồi này có gì đặc biệt nhé. Nhìn về phần thiết kế thì chắc hẳn các bạn cũng có thể thấy được chiếc nồi này có ngoại hình khá bắt mắt, kiểu dáng hiện đại, màu sắc trẻ trung. Tiger JKT-S18W là một model thuộc phân khúc cao cấp, được chăm chút từng đường nét thiết kế với kiểu dáng thon gọn, kết hợp hài hòa giữa màu đen và màu vàng, tạo điểm nhấn cho không gian bếp. Nồi có dung tích là 1.8 lít, đáp ứng nhu cầu ăn uống hàng ngày của nhiều gia đình có từ 4 đến 6 thành viên. Sử dụng điện áp 220V, công suất tối đa của nồi là 1198W. Nồi có kích thước rộng là 28,8cm, cao là 38,6cm và chiều sâu là 25cm, nặng 5,7kg. Phụ kiện đi kèm theo của nồi có muỗng lấy cơm, muỗng lấy canh và một khay hấp tác khúc tiện lợi. Nồi có quay sách cách nhiệt, chắc chắn sẽ giúp bạn dễ dàng hơn với việc cầm nắm, di chuyển sản phẩm mà không bị nóng, cũng như rất tiện lợi trong khi sử dụng. Với thiết kế tích hợp lỗ ghim, muỗng sấy cơm trực tiếp cả hai bên thân nồi. Lớp vỏ nồi cơm Tiger JKT-S18W được làm bằng từ kim loại và nhựa bóng, giúp người dùng dễ dàng lau vết bẩn. Ngoài ra, các chi tiết bên trong nồi như lòng nồi hay lắp hơi đều có thể tháo rời, thuận tiện cho việc vệ sinh. Lòng nồi cấu tạo hợp kim sơn, phủ men gốm dày 2.5mm, bền bỉ, giúp truyền nhiệt hiệu quả. Sử dụng công nghệ nấu IH cao tần, làm nóng trực tiếp nồi cơm mà không qua mâm nhiệt, giúp bảo toàn dinh dưỡng có trong gạo. Hệ thống nhiệt cảm ứng của Tiger tạo nguồn nhiệt cao đến 130 độ C và quá trình ủ hơi 115 độ C, mang đến những hạt cơm thơm ngon và dẻo nhất. Chức năng nấu tacook, công nghệ mới, chỉ được tích hợp trên những nồi cơm cao cấp để vừa nấu cơm và vừa nấu thức ăn cùng một lúc, sẽ giúp tiết kiệm thời gian cho việc nội trợ. Nắp thoát hơi thông minh, cân bằng và hạn chế hơn 60% lượng hơi nước thoát ra ngoài, giữ hương vị và dinh dưỡng cho hạt cơm, cũng như giúp nồi cơm luôn khô ráo và không bị đọng nước. Thiết kế nắp trong, có gion kín hơi, giữ cơm vẫn còn ấm trong vòng 4 giờ. Khi nhà bị mất điện và hạn chế cơm bị oi, thiêu do vi khuẩn bên ngoài tác động. Nồi cơm cao tần Tiger JKT-S18W được trang bị màn hình LCD hiện đại, các phím chức năng giao diện bằng tiếng Anh, đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với mọi lứa tuổi. Với nhiều chế độ nấu đa dạng được ứng dụng trong nồi sẽ giúp gia đình bạn thưởng thức được nhiều món ăn mà không bị nhàm chán. Có thể nói đây sẽ là một chiếc nồi cơm hoàn hảo, mang lại bữa cơm ngon cho gia đình. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu đến với các bạn chiếc nồi cơm điện cao tần Tiger JKT-S18W. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website cơmhộinhật.com hoặc liên hệ hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 081-6767-888 để được hỗ trợ. Khi đến với Công Nghệ Nhật, các bạn sẽ được giao hàng miễn phí trên toàn quốc và được giao hàng nhanh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh chỉ từ 1 cho đến 2 giờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.